Thưa quý vị, xác định đào tạo con người là quyết sách hàng đầu. Nhiều năm qua, thành phố Đà Nẵng đã không ngừng đầu tư tạo điều kiện phát triển giáo dục. 5 năm qua là giai đoạn mang đậm dấu ấn đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo thành phố khi thực hiện các nhiệm vụ giải pháp chiến lược của chặng đường 5 năm đầu tiên thực hiện nghị quyết số 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Bắt đầu từ năm học 2016-2017, học sinh Đà Nẵng không tự trường sớm mà chính thức bước vào năm học mới từ ngày 5 tháng 9 để giữ trọn vẹn cảm xúc ngày đầu đến trường cho học sinh. Lấy học sinh làm trung tâm cho mọi chủ trương đổi mới, thời gian qua, nhiều chủ trương giáo dục nhân văn của thành phố đã tạo được hiệu ứng xã hội tích cực như mở cửa trường học, trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế cho con em công nhân, nhận giữ trẻ từ 6 đến 18 tháng tuổi ở các trường mầm non công lập. Đề án mà nhận trẻ dưới 18 tháng tuổi, đây là một cái chủ trương lớn của thành phố. Thật sự là có một cái chủ trương này thì phụ huynh rất là hài lòng. Bởi vì lâu nay cái nhóm dưới 18 tháng tuổi này là các trường công lập cũng không có đủ các cái điều kiện về cơ sở vật chất cũng như nhân lực con người để mà nhận. Năm 2020, toàn thành phố có 163 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ 39,4%, tăng 36 trường so với năm 2015. Mạng lưới trường lớp được quy hoạch vừa phù hợp với hệ thống giáo dục quốc dân, vừa đáp ứng với phát triển quy mô, yêu cầu phát triển đô thị và nhu cầu học tập của mọi người dân. Nhiều chương trình, đề án, kế hoạch của ngành được đầu tư cơ sở vật chất như dạy và học ngoại ngữ, sửa học đường, khung kiến trúc, ứng dụng công nghệ thông tin, các chế độ chính sách dành cho giáo viên, học sinh trên địa bàn thành phố. Đến nay, khoảng cách giáo dục giữa các địa phương, các trường học được thu hẹp, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện. Trong các năm qua thì nhà trường được quan tâm của Sở Giáo dục Đào tạo của thành phố đã đầu tư khá nhiều các cái thiết bị dạy học ở trong các cái phòng học và các phòng bộ môn. Hiện bây giờ thì các cái phòng học của nhà trường thì đã trang bị tất cả các cái thiết bị dạy học, ví dụ như projector, ví dụ như là các cái thiết bị dạy học mà Ubuntu để lắp đặt tất cả 18 phòng học cho phục vụ cho công tác dạy học. Đào tạo mũi nhọn cũng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển giáo dục và đào tạo của thành phố. Từ năm 2015 đến nay, số lượng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu quốc gia, quốc tế tiếp tục được duy trì ổn định với 34 giải quốc tế, 754 giải quốc gia. Giai đoạn 2020-2025, ngành giáo dục đào tạo thành phố xác định cần tiếp tục có những chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của xã hội, đặc biệt là thực hiện tốt lộ trình áp dụng chương trình giáo dục phổ thông 2018, bắt đầu triển khai ở lớp 1 từ năm học 2020-2021. So với các tỉnh, thì Đà Nẵng cũng một trong những cái đơn vị có những cái đổi mới trong cái công tác quản lý điều hành để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu học tập của người dân và nâng cao được cái chất lượng giáo dục. Cái mục tiêu mà chúng tôi hướng tới á, là phải đảm bảo cái công bằng cho người học. Và muốn vậy thì phải chuẩn bị tốt những cái điều kiện về cơ sở vật chất, về con người để mà chúng ta triển khai thực hiện. Thì theo đó thì chúng tôi đặt ra một cái phương châm, đó là từ cái chỗ mà nền nếp kỹ cương dẫn đến chất lượng hiệu quả, thì chúng tôi chú trọng đến công tác quản lý để nâng cao được cái chất lượng của ngành giáo dục đào tạo. Giáo dục đại học của thành phố Đà Nẵng trong 5 năm qua ghi nhận sự lớn mạnh không ngừng của Đại học Đà Nẵng với vai trò là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học trọng điểm của khu vực miền Trung Tây Nguyên. Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Đại học Đà Nẵng lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Thành ủy Trương Quang Nghĩa đã yêu cầu Đại học Đà Nẵng cần tập trung phát triển theo định hướng nghiên cứu với mô hình quản trị tiên tiến, phấn đấu xếp trong nhóm 3-5 đại học hàng đầu của Việt Nam và đạt đẳng cấp khu vực quốc tế. Đại học Đà Nẵng cần định hướng xây dựng chương trình đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho 5 lĩnh vực kinh tế mũi nhọn phát triển của thành phố theo nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị, chương trình số 45 của Ban Thường vụ Thành ủy, nhất là các ngành nghề công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, tự động hóa, vật liệu mới, nông nghiệp, công nghệ cao. Tiếp tục đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực với những ngành nghề phù hợp, sẵn sàng cung ứng nguồn lao động chất lượng cao cho các tập đoàn, công ty đa quốc gia nhằm chuẩn bị cho cơ hội đón dòng sóng chuyển dịch đầu tư vào Việt Nam. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đào tạo gắn với nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước và quốc tế để nâng cao hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ.
Sự thay đổi không ngừng của xã hội đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải đổi mới mạnh mẽ và hội nhập quốc tế. Nhiệm kỳ tới, ngành giáo dục đào tạo thành phố tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng dạy và học, giúp học sinh có điều kiện thực hành trải nghiệm để hình thành hoàn thiện nhân cách hướng đến một nền giáo dục tiên tiến.